Xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này mình chia sẻ cho anh em cách xác minh danh tính trên YouTube cho tất cả anh em hiện tại đang làm YouTube. Mình chỉ đứng ở góc độ là người chia sẻ lại cách mình làm, chứ mình cũng không phải một chuyên gia bên lĩnh vực này nghe anh em. Nếu có sai sót anh em thông cảm giùm mình. Và sau khi anh em đã bật kiếm tiền một thời gian, kiếm được doanh thu khoảng 10 đô hoặc trên 10 đô, anh em sẽ nhận được một cái email yêu cầu xác minh danh tính để hoàn tất thủ tục nhận tiền từ YouTube nghe anh em. Ở video này mình chia sẻ cho anh em cách xác minh bằng giấy phép lái xe. Mình đã xác minh 2 lần rồi và đã ok, nên mình chia sẻ lại cho anh em, hy vọng là giúp ích được cho anh em. Rồi, anh em chuẩn bị cho mình một tấm ảnh chụp giấy phép lái xe của anh em, chụp bằng camera điện thoại, không qua bất cứ ứng dụng chỉnh sửa nào nghe anh em. Rõ ràng, nhìn thấy ảnh, thấy thông tin trên giấy, không bị nhòe, không bị mờ. Mình thì chụp theo tỷ lệ ngang là 16:9, tương tự như anh em đang thấy trong video. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở email từ Google Adsense, yêu cầu anh em xác minh danh tính lên. Anh em chọn xác minh ngay. Do điện thoại của mình đã đăng nhập nhiều tài khoản Gmail nên nó đã báo lỗi thế này, tức là Gmail này không phải Gmail kênh chính nghe anh em. Công việc kế tiếp, anh em chọn ảnh đại diện ở đây để đổi sang Gmail kênh chính. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như anh em đang thấy là tài khoản Google Adsense của anh em. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chuông thông báo ở đây. Rồi, bây giờ anh em sẽ chọn là xác minh ngay. Tiếp tục anh em sẽ chọn là bắt đầu xác minh. Rồi, công việc kế tiếp của anh em là chỉ điền theo cái mẫu thông tin ở đây thôi. Anh em đầu tiên là anh em sẽ nhập cái tên pháp lý của mình. Là anh em sẽ nhập tên họ đầy đủ giống y chang trong giấy phép lái xe nghe anh em. Rồi, tiếp tục anh em nhấn vào cái mục là tải giấy tờ lên. Bây giờ anh em chọn cái ảnh mà mình chuẩn bị nghe anh em. Cái ảnh giấy phép lái xe. Rồi, anh em sẽ nhấn vào chữ tiếp. Rồi, bây giờ anh em sẽ điền theo cái mẫu có sẵn ở đây, theo cái giấy tờ của anh em là giấy phép lái xe. Ở địa chỉ đường phố này thì anh em sẽ ghi toàn bộ cái địa chỉ của anh em luôn, từ ấp, xã, huyện, tỉnh. Rồi, cái dòng thứ hai, anh em điền số điện thoại của mình vào. Rồi, tiếp tục thành phố, tỉnh và mã bưu điện. Bây giờ anh em kiểm tra lại đầy đủ thông tin. Nếu xong thì anh em nhấn chữ gửi. Do lúc ban đầu, lúc mà mình gửi đơn bật kiếm tiền, mình đã sử dụng cái thông tin đầy đủ này nghe anh em, nên mình không có thay đổi nhiều, nên thao tác xác minh danh tính rất là nhanh. Khi nó xuất hiện như thế này, anh em chỉ việc chọn vào chữ tôi hiểu. Tiếp tục nó sẽ xuất hiện một cái thông báo nữa là xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi đang xác minh danh tính của bạn, vui lòng đợi vài ngày để quá trình xác minh hoàn tất. Rồi, vậy là đã xác minh xong nghe anh em. Công việc của anh em là đợi cái email nó trả lời cho mình biết là đã xác minh thành công hoặc là xác minh không thành công nghe anh em. Sau một khoảng thời gian, tầm khoảng là 12 tiếng, mình đã nhận được cái email kế tiếp là xác minh xong danh tính, tức là quá trình xác minh của mình đã thành công rồi nghe anh em. Và anh em tiếp tục đợi một khoảng thời gian nữa. Rồi, anh em sẽ nhận được một cái email cần hành động xác minh địa chỉ thanh toán của bạn trong AdSense vào tháng 3 ngày 16 2022, chúng tôi đã gửi cho bạn một mã số nhận dạng cá nhân PIN qua thư đến địa chỉ thanh toán mà bạn đã cung cấp trong Adsense. Như vậy là đã thành công đó nghe anh em. Công việc của anh em là chỉ đợi cái mã PIN về đúng địa chỉ của mình. Và nội dung mình chia sẻ mình cũng xin dừng lại nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.